Vừa qua thì cộng đồng mạng chia sẻ với nhau một đoạn clip hy hữu về sự việc cướp giật ngang nhiên trên đường phố. Thế nhưng trong lúc giằng co thì tên cướp vô tình đánh đồng bọn của mình dẫn đến bất tỉnh và nằm gục giữa đường. Theo diễn biến camera an ninh ghi lại, một người phụ nữ đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị hai thanh niên ám sát, có ý định giật túi xách mà cô đang đeo trên vai. Trước sự tấn công của hai tên cướp, người phụ nữ này đã cố gắng giành lại tài sản của mình. Khi hai tên cướp cố lấy chiếc túi của nạn nhân, thì một trong hai tên đã dùng vật gì đó đánh trúng vào đầu đồng bọn, khiến người này nằm gục xuống đường và bất động. Có chút hoảng hốt trước sự việc xảy ra, tên cướp hất ngã người phụ nữ, sau đó tiến đến xem đồng bọn của mình. Tuy nhiên, khi thấy đồng bọn bất tỉnh nhân sự, hắn đã bỏ đi. Những người dân xung quanh khi nghe tiếng hô hoán của người phụ nữ đã nhanh chóng có mặt để giúp đỡ. Do cú đánh vào đầu quá mạnh, tên cướp đã tử vong. Hiện tại thì sự việc vẫn đang thu hút rất nhiều người quan tâm và đây có thể được xem là một sự cố cướp giật hy hữu đã xảy ra và cơ quan cảnh sát đã vào cuộc điều tra xử lý vụ việc này.